Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của mình. Sáng nay mình đã có làm một video về lý thuyết siêu cao. Nếu bạn nào có gì chưa hiểu thì cứ comment ở dưới cái video đấy thì mình sẽ trả lời nhá. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiếm cốt có phủ cam AMI, nó trả lời cực nhanh và các bạn sẽ có cốt ngay trong 5 giây. Bây giờ là thế, còn đến khoảng tầm tối thì mình không biết, nên là mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn, không đinh tinh luyên thuyên nữa. Cốt phù cam nhá, đây các bạn hãy vào fanpage của Gan Gan Mobi tìm bài viết này: em vừa đoan tin để biết update vũ khí vô cực này, chia sẻ 100% rồi. Sau đó các bạn hãy comment, như mình là mình đã comment một lần rồi, hai lần, để hai lần comment 5 giây sau nó trả lời lại luôn, nên là các bạn chỉ việc qua bên như này thôi. Bố tiên đoán mười năm tháng năm đó, các bạn hãy qua bên như này. Chỉ một lúc sau là AMI nó sẽ trả trả lại cốt, nó sẽ gửi cốt về cho các bạn. Để các bạn nhìn cho mình, nhắn tin 11 phút trước này, ngay lập tức trả về đấy, có cốt luôn đó, các bạn thấy chưa? Cốt này thì mình nhập rồi. Các bạn lưu ý là cứ một nick Facebook sẽ được một cốt khác, nhưng mà một tài khoản Gan Gan của một server chỉ dùng được một loại cốt. Cái cốt này thì mình nhập rồi và không nhập lại được nữa đó, các bạn thấy được cực kỳ nhanh luôn. Các bạn chỉ cần comment vào đấy phát là ngay lập tức AMI, thực ra trả về AMI đâu, mình nghĩ là bot nó sẽ trả lại ngay cho các bạn, thì quà sẽ được cái này. Quà thì vừa mình nhận rồi, mình xong rồi mình thoát game mình quên không lưu rồi. Quà thì sẽ được, đó là một dương phù cam, 5 dương ngọc 5 này, ngọc đeo vào 5 mình đã hên và quay được trúng cái ngọc đeo vào 5, và mình đã tăng được lên ngọc hồi phục đeo vào 6 này, và nó ra cả những cái dòng giảm sát thương với sát thương này. Đó, lên ngọc đeo vào 6 nó sẽ ra dòng giảm sát thương và tăng sát thương luôn, cực kỳ hấp dẫn. Một dương phủ cam nhá, 200 kim cương, một quà đá tẩy lớn. Một quà đá tẩy lớn thì gồm có 20 đá xanh dương, 10 đá tím và 5 đá cam và 5 dương ngọc, đem vào là 5 quà thì mình thấy như thế là ok rồi. Cốt thì cực kỳ dễ kiếm rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách dễ kiếm nhất. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hãy nhớ ấn like, ấn sub để ủng hộ mình và một chia sẻ nếu có thể nha. Ok, see you again anh em.